chợ bạc hôm nay là giải phóng nghĩa địa Gò Công Tây ha. Thì người ta móc mộ cũng sắp hết rồi. Rồi còn một số mà mộ giống như là hôm nay là ngày cuối cùng để giải phóng mặt bằng của nghĩa địa Gò Công Tây, thị trấn Vĩnh Bình, tỉnh Tiền Giang. Thì quá trình móc cốt của cậu ba mợ ba của Mẫn Ca thì đang diễn ra. Nước nó chảy ghê vậy. Ê Thỏ, Thỏ, này nè, thì chị em lại chị mượn em này coi. Hả? Em đưa cho cái ông đó đó, hút nấm trà bỏ vô cái hũ này rồi lát ông bắn silicon vô trong cái hàng á. Rồi mượn ông bắn cái hũ này lại kính luôn. Bỏ vô trong cái nào? Rồi ông xin một nấm trà bỏ vô cái hũ đó. Hiểu không? Dạ, trà chứ đâu có là đi đâu. Chị biết chị không, làm đi em. Đã mượn cái ông đó rồi bắt lâu lát ông bắn silicon vô trong cái hàng này nè. Chưa nha. Rồi mượn ông bắn cho nó dính lại luôn. Kéo rồi.
Ở đâu vậy? Ở vậy đó. Quá.